Hello cả nhà, hân hạnh được đón cả nhà đến với kênh YouTube Phiên Tự Do nha. Lời nói đầu tiên xin chúc đại gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống. Hôm nay mấy chị em đi ra công viên dạo phố. Có một em trai này là nhân vật mới qua. Đừng có che, nhân vật mới qua là em ấy chưa có biết ra đường gì hết á. Còn em này á là quen mặt quá rồi, trai mặt rồi. Hôm nay mấy chị em rủ nhau ra công viên quay. Hôm nay trời mát lắm cả nhà, nhưng mà nắng thiệt, nhưng mà trời mát lắm. Mà công viên đây bây giờ nó đã có hoa ra rồi đó cả nhà, hoa quá trời hoa luôn. Bắt đầu hoa nó lên đó, nó lên vậy rồi thì công viên hôm nay cũng đẹp lắm cả nhà. Trời trong xanh, trời rất là đẹp. Đi nè, lên đường. Đi xe thì lấy xe đi, trời ơi. Phất phơ tà áo nè, gió tung bay tà áo tung bay nè. tung bay tà áo tung bay. Đó, một em trai này là fan cứng của tôi đó nha. Cả nhà. Trời ơi, ủng hộ tối đa luôn á, ủng hộ YouTube tôi tối đa luôn á trời. Thấy thương lắm. Em ấy qua bên đây là theo diện làm lao động gì đó. Cái bảng gì ta? Lao động thời vụ. Chính thức luôn nha cả nhà, lao động thời vụ chính thức nha. Em ấy là chính thức. Mình chừng nữa mình cũng bảo lãnh em mình qua nữa. Trời hôm nay gió mát dễ sợ luôn á. Em ấy đi xe đạp nè. Đi xe đạp. Mà kêu chở chị đi đi Hà, chở cho chị quay YouTube vòng coi. Chở được không? Trời lâu lắm luôn rồi cả nhà. Rồi, lên đường đó. Rồi, lên đường đó. Trời ơi, chở được không đó trời, xe kìa trời. Đó, lâu dữ lắm luôn rồi đó mới đi xe đạp. Trời sao mà lạng dữ vậy em trai. Đó. Trời ơi, cái này xe đạp ơi, cái gì có bản, cái bản gì xe đạp gì đó. Của gì đó. Đó, quá trời đẹp luôn. Trời, cái video rất tuyệt vời luôn. Hoa, cắm hoa luôn nha. Đó. À, trời ơi, lâu dữ lắm luôn rồi đó. Mười mấy hai chục năm luôn rồi đó. Bỏ hai đứa kia luôn. Hồi nó vượt mặt mình bây giờ đấy nè. Bông nó đẹp từ kia. Bông trên đó đẹp quá nè. Ở đây nó chưa có bông, ở đây nó chưa ra bông. Bông gì? Cái bằng bông gì ta? Bữa hổm là bông cái bằng bông gì bữa hổm mình chỉ có quay lên YouTube đó. Hai em ấy vượt lên mình nè kìa. Đó, hai em ấy nè, đó qua mặt đó. Lên đi em, lên trước chị đi em. Hello. Hello. Lái không lo lái là hello. Để chị đưa qua đây. Trời ơi, chiếc xe đậu có duyên hết sức vậy. Xe nào vậy? Trời hoa đẹp ghê không nè. Đó. Quá trời hoa đẹp luôn. Hôm nay mình cho cả nhà đi dạo công viên hoa hả? Cái xe đậu dưới này sao qua? Ủa vậy hả? Từ từ mày ngừng lại. Bích đường. Rồi, mình leo qua. Ở đây nó có chiếc xe cả chú đang anh nha xe nè. Chúc sinh nhật. Chúc đi mặc sự chúc sinh nhật. Nè. Cánh xanh ơi. Trời ơi đẹp ghê nè cả nhà ơi, hoa nè. Đó. Hoa quá trời hoa nhưng mà nó mới có nở thôi cả nhà, nên là nó chưa có được đẹp lắm. Rồi khúc ở trên kia là có một công viên mà cái gì đó, công viên cái gì, cái bằng cái gì, hoa sen. Rồi hai chị em mình tiếp tục. Giờ chị ngồi bên phải đi, ngồi bên phải nè, nó quay hoa được nè. Đó, trời ơi em ấy chở đi xe đạp mà lâu dữ lắm luôn ha, gần 20 năm rồi có nha, 20 năm rồi mới đi xe đạp, quá trời.
rồi khung cảnh rất là thích. Rồi, vậy mà nó vẫn rung cái cây quay. Rồi cảnh đẹp quá cả nhà ơi. Nè, hoa tím nè, hoa tím này kêu bằng hoa gì đó biết không mà Tâm? Dạ không á. Không hả? Dạ. Ở trời ơi, sen nè, đó cả nhà ơi, sen nó nở rồi nè. Đó. Đó, con bim sen. Nguyên kiếp sau ta là sen. Trời ơi, sen thích quá trời luôn á, mình yêu sen. Có sen đi hai màu nha chị. Ừ. Hai màu. Sen màu trắng với sen màu hồng. Sen có hai màu mà em. Ừ. Quá trời đẹp luôn nè cả nhà. Ừ, sen. À, rồi đi qua chỗ sen luôn rồi. À, dán kìa. Rồi sen thích bằng kia. Trời ơi, trong kia cũng có sen nữa nè. À, chị giờ mình chạy lạng vô trong của mình quẹo vô đường trong. Ừ, quẹo vô đường trong mát. Mà vô đường trong hồi nữa đi ra được không? Được, em chẳng có đường ra. Vậy hả? Ừ, vậy quẹo vô đường trong. Ôi trời ơi, hôm nay được đi xe đạp. Ôi sen được kìa. Lúa nè cả nhà. Ủa đâu? Ừ đúng rồi, lúa. Phải rồi. Ôi sen được kìa. Đẹp. Ôi đẹp tuyệt vời luôn, sen nó đẹp tuyệt vời luôn. Ôi có người. Sen đẹp, sen. Rồi. Tiếp tục lên đường. Sen ôi. À, vướng người. Vướng người mình tránh người. Ôi đẹp quá. Ôi sao đây. Rồi cái này là trong công viên. Trong công viên cả nhà. Trời ơi xong rồi. Đó là làm sao. Mát ghê à. Mát. Ừ trời ơi. Quay qua đây. Khoan, quay qua hai chị em. Rồi tiếp tục cuộc hành trình. Trời ơi chị thấy không, có bông sen nó cao ghê chứ. Đâu? Ồ trời ơi đây nè. Sen nó cao nè. Ừ. Chị đưa lên, đưa máy lên đây. Đó, sen nó cao nè. Ôi, nó hút qua mình luôn à nha. Cái sen này nó hút qua mình luôn á. Đó. Rồi ơi, bà Phượng mới điện nữa nè. Rồi sen trắng chị ơi. Rồi sen trắng. Phải đổ kiểu không? Đổ ra, chị đổ kiểu. Ừ, đổ đi. Đổ đi quay một cái coi. Hai chị em mình quay một cái coi. Đi xích lên trước đó, có đây. Hello cả nhà rồi. Sen này sen trắng. Ừ. Sen trắng nha, sen màu trắng. Trời ơi đẹp thấy ghê. Đẹp tuyệt vời luôn, đẹp mà đẹp thấy ghê. Đẹp tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Quá trời sen luôn rồi. Ui. Ở đây có sen hồng nữa nè. Nè cái nha. Chụp một cái coi. Tâm, em lại em nhấn cái. Trời ơi bà Phượng ơi, bà Phượng ơi, tôi đang quay cái chụp nhấn cho chị một cái nè. Không phải nhấn cái hình, không phải, hình dưới. Ừ đó. Rồi, rồi. Chụp rồi. Hai chị em mình chụp không? Thôi hả? Thôi đi. Phượng nó đợi. Trời ơi nó đẹp quá nè, để quay ra. Rồi. Rồi bây giờ hai chị em mình tiếp tục lên đường. Ừ phải đi bộ hả? Ừ đi bộ đi, gần tới chưa? Rồi bị đắng. Mỹ đắng luôn hả? Ừ. Lên xe đi tiếp. Rồi. Đi. Hôm nay có một nhà một buổi sao nó dướng cái chân chị qua. Rồi. Rồi. À, từ đó anh đây đó. À, em ngừng lại đi em. Ở trong đây nó không cho đi xe đạp. Chờ một lai giờ. Trời, cái này sen trắng nè. Ở trong này không cho đi xe đạp. Nên là hai chị em chạy được khúc hả? Đi ra ngoài đi. Ừ, vậy mà vẫn chạy được khúc rồi đó. Người ta không có cho chạy xe đạp ở trong đây. Hai chị em mình không biết. Sen trắng nè. Sen nó cao rồi. Ừ, sen nó cao thôi coi nè. Mà hình như hơi bị tối ha Tâm hả? Ở ngoài á. Ở bên ngoài á, quay vô á thì nó mới sáng. Trời ơi cái nè. Cái nè, cái sen nè. Ôi đây nữa nè. Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Thôi mình sẽ cho cả nhà xem cái đầm sen này nha.
À, có con vịt trời. Vịt trời nó đang bơi lội. Anh nghe cát sơ. Hôm nay mình dẫn con mình ra quay cái đầm sen này cho cả nhà xem nè. Hôm qua thì mình đi với mấy đứa em bạn. Sen nở đẹp không cả nhà? Nó hơi nở búp búp rồi. Mua rồi. Uri. Ở đi. Uri. À, con mình nó nói con có con vịt nước nè. Ở vịt trời chứ. Đó, có con vịt trời nè, đó dễ thương quá. Con vịt trời đó nó dễ thương ghê không? Cho có con vịt trời đó cả nhà, đó nó bơi. Nè sen nè cả nhà. Giờ bắt đầu là lại tới một mùa sen, một mùa hoa sen nữa ha. Cái cô đi tô ti sờ. Cái cô đi. Ở đi. Cái cô đi. Khập tỏ. Chắc cũng có. Giờ con khai sức sức kinh. Hoa sen nó nở rồi nè cả nhà. Lại là đến một mùa sen nữa rồi đó cả nhà. Mới đây mà mình làm YouTube cũng một năm hơn rồi đó. Một năm hơn rồi mà chưa có tiến triển được tới đâu hết. Này sen trắng nè cả nhà. Đó, đây là bây giờ cái công viên á. Công viên mà hai má con thường hay đi. Ở đây có cái búp sen này nè cả nhà. Sen rồi nhưng mà ở đây người ta không có cho mình hái ăn đâu hả cả nhà. Cứ để đó là nó rụng luôn á. Tới nó già rồi nó rụng luôn á. Người ta không có cho mình hái ha. Nó không như bên Việt Nam mình thì hái bán ha. Bên đây thì không có cả nhà. Cứ để vậy là nó rụng luôn á. Nó rụng luôn. Sen đẹp quá trời nè. Nay nó nở nhiều rồi nè. Cả nhà cùng mình ngắm sen nha cả nhà. Tại vì bên đây á, là một năm á, nó chỉ có được có một mùa thôi. Nó chỉ nở được nha. Đẹp quá không cả nhà. Sen rất là thích ha. Nhìn rất là nhẹ nhàng. Nhìn sen rất là nhẹ nhàng. Mình nhìn sen giống như là mình thấy Phật vậy đó ha cả nhà. Này nhẹ nhàng. Đi ngắm sen cùng hai mẹ con mình nha. Hello cả nhà. Mới vừa tắm ra xong. Đầu cổ tay gió nó bay nè. Hai má con. Nghe mình đi. Anh phát chưa? Anh phát cho mình phát rồi. Đẹp quá trời luôn cả nhà. Nó cái hồ sen nè. Để mình quay cho cả nhà xem. Nâng cái cây cho nó cao. Ôi, không chắc rồi. Không chắc rồi. Anh đi. Chắc là mò anh đi bộ. Chắc là rồi. Con mình nó không chịu lên. Cái hồ sen nó đẹp ha cả nhà. Mình quay qua đằng trước nha. Ở bên kia là có cái xích đu cho mấy trẻ em nó chơi. Ở bên đây thì hồ sen. Bên kia nó có. Ở bên kia là người ta đang có ca nhạc đó cả nhà. Ta đang có ca nhạc đó. Mình dạo công viên mùa hè ha cả nhà ha. Đây, hôm nay mình đi dạo công viên mùa hè. Dài xuống tuốt phía kia luôn. Đó. Giờ mình đi qua cái cầu hoa rồi nữa.
Đây cũng có hoa nữa nè cả nhà. Cái này là súng nè, súng nó chưa có nở hết. Qua cái cầu hai mấy con đi qua cái cầu. Hello cả nhà, buổi chiều đi công viên rất là mát đó cả nhà, mà ban ngày nóng dữ lắm cả nhà ơi. Ban ngày đi ra há vừa tắm xong là ra là mồ hôi ha, nó rít cái người mình luôn á. Sen đẹp quá cả nhà. Bây giờ mình đi thì cũng là coi mấy giờ, để mình coi thử coi mấy giờ. 7:36 đó cả nhà, 7:36. Sen, hồ sen đẹp tuốt ở đằng kia luôn á. Tô ở tí ca chờ chút đi các ca. Nó đang ca, nó đang ca hát mình đó. Sen nhìn kiếp sao ta là sen, nhìn sen là thấy tâm hồn mình nó an lạc ha cả nhà. Mình đi qua mé bên kia nha cả nhà. Qua cái cô đi ra ca đó, đi qua cái bậc này nè. Nó cho quay cái lưng nó thôi, nó không cho quay cái mặt. dụ được quay cái lưng, dụ chỉ được quay cái lưng. Diễn viên của tôi khó tánh lắm, hiếm có khi nào quay được nó lắm. À, thôi đi qua chi mà. Ô, mà thôi Uri. Qua. Uri tuổi sao? Ba nọ. Ô, mà anh nè. Ô, cứ đây nè. Nè, con vịt trời. Vịt trời cả nhà. Cùng cùng. Ừ, vịt trời đó. Vịt trời nè, mình lại mình quay vịt trời với con. Không biết nó có đi không. Đó, mấy ẻm nè. Mấy ẻm đang chơi hả? Đang phơi mình. Dễ thương quá ha cả nhà. Không dám lại gần cả nhà, lại gần sợ nó sợ. Ở bên đây người ta không có bắt cả nhà ơi, người ta không có cho bắt. Để làm thú vật ở bên đây sướng lắm, dễ thương quá. Chiếc đó chút ca. Con gái kêu chụp cho giùm, chụp hình giùm cho nó. Mình chụp cái hình cho nó này. Thôi đi, bây giờ mình đi qua bên kia nha cả nhà. Cá chưa? Chờ chút cái ca. Mình đi qua bên kia cả nhà. Giờ trời nó cũng bên đây là chỉ có ít cốt xi rồi mấy. Bên đây là 7 giờ là gần 8 giờ mà trời vẫn còn sáng gì đó cả nhà. Gần 8 giờ chứ mà trời vẫn còn sáng nha cả nhà. Đi qua phía bờ hồ bên này. Đi chút cái cây cây. Bên này là sen trắng, sen màu trắng. Bên dãy bên này là sen màu trắng. Có cái hoa mặt trời nè cả nhà.
đó, mặt trời đẹp ghê không. Hoa mặt trời hình như còn gọi là hoa hướng dương không bạn ạ? Công viên rất đẹp. Đó, bây giờ mở đèn lên rồi đó. Mở đèn lên công viên thấy đẹp ghê không? Gần 8 giờ là sẽ có đèn lên. Năm nay sen quá trời sen luôn. Sen màu trắng ơi, cái sen màu trắng kia nở đẹp kia không cả nhà. Nó nằm ở trong đó đó. Rồi bên kia nữa kìa. Bên kia có hai cái. Đẹp quá ha. À, bên này là sen hồng. Sen hồng bên đây nè. Yeah. Sen màu hồng. Bên đây cái búp nó còn hơi nhỏ. Khung cảnh công viên buổi chiều tối. Tô ở tí ca cái á. Tô ở tí sao ta? Không cái nhà. Sen quá trời luôn nha cái nhà. Cái nhà. Thôi thì đến đây cái video clip của mình cũng đã dài rồi đó cả nhà. Ở khúc này thì nó ít. Hả? Thu à? Khu rưu kè. À má mai hãy chá nà nì cờ tu cu ốt ít bơm thu à. Thôi. Bố đi ăn đi. Ừ. Nó tưởng con bướm nhưng mà không phải con bướm. Sen trắng bên này. Ủa năm nay sao mà trồng sen trắng? Ủa ổ đen hoặc Hà Danh Vinh cố tình mạnh đi xíu mình nè. Thấy chưa? Những cốt thân là trồng là nguồn được nhá. Anh. Hả? Những cốt thân là trồng đấy. Những cốt sọc. Cái này. Cả nhà, giờ cái video của mình cũng dài rồi cả nhà. Thôi mình xin kết thúc ở đây ha cả nhà ha. Hẹn cả nhà lại video clip sau nha. Cuối video mình cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà đã đến với kênh của mình và đã ủng hộ kênh video của mình, ủng hộ cho mình. Mình rất là chân thành cảm ơn ha. Cả nhà đã đồng hành với mình năm mấy rồi. Không có gì hơn là mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Giờ hai má con mình xin bye bye cả nhà nha.